tiên là con muốn gửi lời cảm ơn, cảm ơn Út đã nuôi con từ nhỏ, từ 5 tháng tuổi tới giờ, hai giống như là một người cha. Sáu giống như là một người mẹ của con, thì hai người luôn yêu thương, lo lắng cho con đầy đủ, không có thiếu gì hết về cả tình cảm vật chất. Thì hai người cũng lớn tuổi rồi, con muốn gửi lời cảm ơn tới Út, tới Sáu, và gửi lời xin lỗi nếu từ trước tới giờ trong cuộc đời con có làm gì cho Út với Sáu không vui. Thì hôm nay con cũng xin lỗi Út với Sáu, và con cũng cảm ơn cha mẹ đã nuôi cho vợ con lớn tới ngày hôm nay, và tạo điều kiện cho hai đứa con tìm hiểu và quen nhau, và cũng rất là thương hai đứa con. Thì con biết là tới cái thời điểm bây giờ thì cả hai bên gia đình cũng không có còn gì nhiều từ hai đứa con hết. Thì hôm nay hai đứa con chính thức là vợ chồng rồi, thì con cũng xin hứa là hai đứa con sẽ cố gắng thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau, và có gì gì cũng chia sẻ, sẽ tha thứ cho nhau. Sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên nhậu sáng đêm rủ 5 lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi, lo mần ăn không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, đầy bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bói ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm.
vào nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là rất gần nhau. Gia cho ta gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy bói phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh ngang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khó. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Cuộc đời cách có lắm lúc thăng trầm mỗi tối. Chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối. Nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bởi quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cả.
không dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh Nhi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hết chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ mình tay đi anh, bây giờ mình tay nha anh, bây giờ mình tay mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tân hôn, kiếm được thằng thú thôi ngô. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Ôi hò, ôi hò, ngàn ngàn hai ly quen sẽ đưa em về. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đắp mấy ngàn hecta thú vui tao nhã là trồng thảo dừa, đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lem có một vết xước. Tà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Mình ai đâu có thua xa gì phố đô thành, coi mà như con...
thì bạn còn đứng dậy giới thiệu tiếp mình đi. Đây là bà nội của con dâu, là cha của con dâu, mẹ con dâu, bác con dâu, bác với cậu, dạ bác cậu. Thế tôi cũng có mang từ đó thì tình sao rồi hay là dạ dạ bà nói luôn bà nói luôn bây giờ kế nữa thì kế cái đăng ký cho cô dâu đăng ký cho cô dâu đó rồi đó là gồm 4-10 cái vòng cổ phần vàng 4 cái vòng tay 1 sợi dây chuyền vàng ba cái vòng rồi tiếp nữa thì còn có là cái tiền đi bộ cổ là 50 triệu. Dạ. Thành mặt quý thua tài nhân cái dây bút thiên liên để cưới của cháu Vũ. Với lại tôi được sự ủy thác của vợ chồng Vũ Đạt được đứng lên trước mặt hai họ và chứng kiến có bộ phận thông báo về tất cả mọi người được rõ là phần lễ phẩm phía bên nhà trai mang đến họ nhà gái nhân lễ rước dâu về đến họ gồm có 10 quả cá thải, trái cây, trà và bánh kem. Về phần chính lễ cô dâu thì nó quá nhiều, tôi nhớ một chiếc. Thì cái đó mong chúng bà con hay họ không cảm dụng. Thế nên là cái phần tiền không dùng hay còn gọi là tiền cổ quan phía nhà trai mang đến họ nhà gái tổng số là 50 triệu đồng đang trong quyết định hay họ được tưởng. Dạ, cứ vậy không? Thôi cứ vậy. Này lấy kiểu làm cho quên kia. Bây giờ, theo cái quyết định của phía thông gia họ nhà gái là thông gia họ nhà gái xin phép họ nhà trai được tư chốn để họ tiền không được. Con đứng dậy trao lại cho đừng khi bên này. Con đứng dậy. À, cứ vậy đi. Rồi, anh. Trao lại. Dạ, rồi, mời đây là... thưa bà con, cô bác, anh chị, hai họ, nhà trai, nhà gái là cái phần tiền không dùng thì nhà gái xin từ chối. Sau cùng phía họ thông gia họ nhà trai gửi lại này cho hai đứa cháu là chú rể và cô dâu phần tiền tập hợp biểu. Xin thưa bà, tất cả. Còn cái phần xin lễ thì bà con của hai họ nhà trai như nhà gái, cái phần xính lễ cô dâu gồm có một bộ vòng sơ men bằng vàng trắng, một sợi dây chuyền và 4 cây kiềm xuyến đeo tay cũng là 4 phần 4 xuyến cho cộng kinh trình. Cô sao đi bên anh thật vui sao những chiếc lá nói trên con đi đúng đó. Bây giờ tuần tự con mang dọc dạng gọi là xin đại cho nhà con anh là bắt đầu là cái gì con là mang con xong cho rồi chưa thì lấy cái quay phim để cho mình còn nếu mà tạo được cái rồi qua tháng ngày tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người
em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay thật hạnh phúc được làm cuộc sống của anh đó. Hôm nay mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết nhau giữ cho vun ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau giữ cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Gọi là tạm gọi là của hồi môn dành cho con gái ha. Ông bạn để hả? À, là để à? Hồi cưng để chứ gì? Không, cái này hấp dẫn nha. Đúng rồi, đi cô dâu đâu đứng ở bên kia đấy rồi kia. Là tiền này là 50 triệu gửi đã cho hai vợ chồng con làm vốn ban đầu, là đi vòng cái này là đồng tiền mang mặt đồng tiền lại rồi giận giữ tay cái. Thank you.
nhị, cái phần lễ gia tiên đã xong. Cái nghi thức tiếp theo không thể nào thiếu là kính mong cha mẹ đôi bên, thông gia đôi bên, ông bà cô bác anh chị nhận giúp cho hai cháu một chung rụng lễ, còn gọi là rụng tạ ơn. Trước là như thế, sau đó mong mọi người chúc phúc cho đôi trẻ. Tân trọng kính thỉnh chú rể bộ đông. Năm qua anh vẫn đi tìm kiếm một người yêu thương đắm chìm, chỉ cần người đó luôn luôn hiểu anh, hiểu anh sau nắng mưa. Đến hôm nay trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm. Đến bên anh hãy nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Anh mong chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vươn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu. Thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm. Đến bên anh hãy nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Anh mong chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vẫn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu. Thời gian trôi qua. Rồi đang rót chung đầy hai chung. Cái này là trân trọng kính mời ông đại diện cho nhà trang anh Lê em đi mặt trơn đi trơn rồi thôi. Như thế mọi cái nghi thức hay là mọi bước trong diễn tiến để rước nhau rồi tỉnh họ cho hai cháu tới đây là tập kết thúc. Sau khi kết thúc buổi lễ này, trân trọng kính mời ông bà cô bác anh chị vui lòng dời bước tiễn cháu dâu cháu của mình về quê chồng. Trân trọng kính trình trước khi đi ông bà nước đặt hai đứa con đi về chứng kiến lễ tập hôn hai đứa con trong cái giây phút mà thiêng liêng này đó. Không người có một chút tình lời dặn dò cho hai đứa con và cháu. Kể từ đây tụi con có một đời sống vợ chồng thật sự giống như bao nhiêu thành viên khác ngoài xã hội. Tụi con đủ tuổi kết hôn, luật pháp bảo vệ cái cuộc hôn nhân này. Một bên được nhìn nhận là dâu, một bên được nhìn nhận là rể, mà đã là vợ chồng
thì không thể nào không xảy ra xung đột. Theo cái suy nghĩ của mỗi cá nhân, người ta gọi là nhân sinh quan. Ông Mười chỉ khuyên hai đứa con trước á, là biết nhường, biết nhịn, nhường nhịn không chưa đủ, mà tụi con phải biết tập tha thứ. Bởi vì chính có sự tha thứ để yếu tố quyết định, quyết định mang đến một gia đình hạnh phúc. Mà một gia đình hạnh phúc là phải có gia đình dễ thành đạt, biết đường sống. Ông Mười cho rằng hai đứa con là thành giấy đó. Cái buổi lễ rước dâu và thính thọ nó còn một cái chi tiết nữa, mà cái phần đó để xin phép với hai họ được thông báo là vấn đề bánh kem, thì nhờ mấy chú quay phim chụp hình kiểm được dâu rễ kết thúc cái đó rồi giờ gót. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang pháo nổ rộn ràng, từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em, thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đẹp chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí, mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang bao nổ rộn ràng, từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em, thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đêm chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí, mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang pháo nổ rộn ràng, từ đây tiếp sẽ theo chàng. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình, tình là tình ta. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi. Để năm sau mình đâu bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang bao nổ rộn ràng, từ đây tiếp ở bên nhà. Chuyện tình của tôi và em trong sáng như trăng rằm. Từ đầu bên nhau ta cùng mơ về tương lai nhé em. Có trăng có sao trên trời, có anh có em bên đời. Mình cùng nhau tay nắm tay vui đùa đi hết con đường. Ngóng bên dòng sông ai nhạc hoa trông giống như thiên thần. Lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca. La 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 la. Mong
kết duyên đôi ta chăm ngủ suốt đời nhé em. Có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kinh lối đi? Là mây dày nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trầm thương trầm nhớ mong chờ thôn thơ. Đám cưới bên đàn tưng bừng làm anh thấy xôn xao. Cố gắng anh chạy năm nay để làm sao cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây hợp đôi mắt em rồi. Mặt trái cây trồng cam chúng ta cùng cơn nghiền. Anh gì ơi nói nhỏ mà nghe này, mẹ rằng rồi thương ai phải tỏ bày. Lỡ thích anh em phải cua cho đổ, em chẳng sợ tương lai mình có khổ. Chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố, con sống tình lên đền và nhấp nhô. Về quê em yên bình không xô bộ, mệt mỏi lo con anh vứt lại thành phố. Nơi yên bình vẫn là đất miền Tây, nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ. Vừa đủ nồng để lạc hết bơ vơ, nên anh ơi nơi đây có em chờ. Yeah. Anh đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì, ruộng đồng nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng phiêu bạc. Can you feel me? Ngóng bên dòng sông ai nhà hoa trông giống như duyên thần. Lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca. La 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 la. Mong kết duyên đôi ta chăm nhau suốt đời nhé em. Có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dần kinh lối? Gật đầu cho anh và em kết duyên cao trầu. Ngày vui ta nguyên sớm cũng tưng bừng, sập sinh nhạc xong đám cưới giữa ruộng đồng mênh mông. Trời ban duyên số tuyệt vời, cưới em về son sắc câu thề cho em ngày sau thánh thơi. Người ơi còn lo lắng chi, em thích eo vì happy end gì thì nhanh nhanh cưới anh đi. Một hai ba nâng ly lên chúc cho duyên tình ta đẹp như hoa thương nhau đến già. Ngày du quy 500 mâm mời hết anh em gần xa, mời cô sáu mời chú tám Việt kiều bên cá. Xin hân hoan chào mừng toàn thể quý quan khách đã có mặt trong không khí ngập tràn hạnh phúc của lễ tân hôn ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu là điều tuyệt vời nhất và tạo hóa đã ban tặng cho con người. Và tình yêu sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi nó khoác lên mình chiếc áo được gọi là hôn nhân. Và tất cả chúng ta ngồi đây ngày hôm nay là cùng để minh chứng cho những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong tình yêu. Mời mấy hôm nay các bạn trẻ cùng nhau cùng đắp. Và ngày hôm nay tay trong tay họ sẽ cùng nhau bước về lễ đài của hạnh phúc. Và chúng tôi xin được nhận giới thiệu quý vị nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chú rể Trường Vũ và cô dâu Diễm Trinh. Beautiful new wine.
quý vị, cho xin lời cho đây là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Cho phép chủ đề trường vụ cô dâu Diệu Trinh, cô tập thể quan viên hay họ. Xin gửi đến quý hoàng khách lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tổng quý vị, xin công trao cho con phùng lớn là điều hạnh phúc biết bao của những bậc làm cha làm mẹ. Và đến khi dựng vợ gả chồng cho con, tin niệm hạnh phúc ấy là lúc nào biết như nào. Hôm lễ tân hôn ngày hôm nay như thực sự có ý nghĩa khi có sự chứng kiến của những bậc làm cha làm mẹ, của những vị chủ hôn. Và cũng chính vì vậy mà ngay bây giờ đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của hai bên gia đình. Về phía nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu những người đại diện của đệ trường phủ. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tấn Cương và bà Trần Thị Nga. Và về phía nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu song thân của cô dâu Diệp Trinh, ông Nguyễn Văn Đạt và bà Trần Thị Kim Cúc. Và nhân xin mời ông và hai bên cùng tiến về sân khấu. Trong sân lợi đây là một đại gia đình hạnh phúc, bên có điện thảo, bên có nhiều việc. Và thông qua gia đình, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu mà tất cả quý vị đã dành cho gia đình trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và trong lúc chiêu đại có điều gì sơ sót, kính mong quý vị khách trọng tình bỏ qua. Một lần nữa, thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong không khí gặp nhà hạnh phúc của lễ tân hôn ngày hôm nay và trước sự kiến của tất cả chúng ta. Ngay bây giờ đây, chủ đề trường phụ và cô dâu Diệp Trinh sẽ cùng nhau thực hiện các tình lệ hết sức quan trọng, nghi thức thay bánh và các trụ tân hôn. Xin trân trọng kính mời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau. Nâng thật cao cùng đến bộ hai ban cùng chúc mừng cho niềm hạnh phúc này. Xin mời tổng thống quý vị chúng ta cùng nâng ly và cùng đến với chúng tôi ạ. Thì chương trình yêu thương cười của lời tân hôn của chủ đề trường vũ của dâu Diệp Trinh cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu mà tất cả quý vị đã dành cho gia đình. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Ngày trọng đại nhất cho cuộc đời của con thì con cũng có một số đôi lời muốn nói với gia đình. Thì mọi người hay nói là 60 năm cuộc đời, thì năm nay con cũng gần 30 rồi, thì chắc là cũng đi được nửa cuộc đời rồi. Nhưng mà 60 năm ít quá, con không chịu. Cuộc đời mấy 90 năm, 100 năm gì thì giờ chắc chưa đi được nửa cuộc đời. Nhưng mà cũng gần 30 rồi. Thì người lớn cũng lớn tuổi rồi. Thì có những điều mà trong cuộc đời mình chưa chắc là cuối đời mình làm được. Thì bây giờ mình có cơ hội thì mình làm. Thì đầu tiên là con muốn gửi lại cảm ơn Út đã nuôi con từ nhỏ, từ 5 tháng tuổi tới giờ, hai giống như là một người cha.
Sáu cũng là giống như là một người mẹ của con, thì hai người luôn yêu thương, lo lắng cho con đầy đủ, không có thiếu gì hết về cả tình cảm vật chất. Thì hai người cũng lớn tuổi rồi, thì con muốn gửi lời cảm ơn tới Út, tới Sáu và gửi lời xin lỗi nếu từ trước tới giờ trong cuộc đời con có làm gì cho Út với Sáu không vui, thì hôm nay con cũng xin lỗi Út với Sáu. Và con cũng cảm ơn cha mẹ đã nuôi cho vợ con lớn tới ngày hôm nay và tạo điều kiện cho hai đứa con tìm hiểu và quen nhau, và cũng rất là thương hai đứa con. Thì con biết là tới cái thời điểm bây giờ thì cả hai bên gia đình cũng không có cần gì nhiều từ hai đứa con hết. Thì hôm nay hai đứa con chính thức là vợ chồng rồi, thì con cũng xin hứa là hai đứa con sẽ cố gắng thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau và có chuyện gì cũng chia sẻ và tha thứ cho nhau. Thì con cũng cảm ơn cha với mẹ và Út với Sáu rất là nhiều. Và con cũng cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã tới chung vui cùng ngày vui của con. Thì con xin mời mọi người cùng nâng ly chung vui với con nha. Mọi người cầm ly lên nè. 1, 2, 3. Dạ con xin cảm ơn. Và các bạn thân quý vị, chúng ta vừa nghe những lời tình cảm mà cho bé Kiều Vũ đã dành cho những bậc làm cha làm mẹ những buổi chung hôn, và sẽ được chúc mừng và chúc cho Kiều Vũ và những trên sân khấu ca ngợi bạn ngay từ ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn. Chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ, cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ.
nước bên đông rát xa, xa thăm ruộng đồng, ruộng bao la lúa thơm, là em thương bấy nhiêu anh hơn. Mình là nhất, làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu.
ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Đường nào tìm về tìm em khó quá, ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi. Em đừng...